bình tĩnh, quậy thì quậy thôi, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bức tranh cuối cùng sẽ rơi vào tay người của nhà họ Đường. Thầy Sở, thầy sao lại biết, nhà họ Đường tôi quả thật đã mua bức tranh đó với giá 100 tỷ. Bởi vì vị tông sư của âm dương kiếm pháp của nhà họ Đường đó cần bức tranh đó, hơn nữa, nhà họ Đường đã hứa, nếu không tuyệt đối không chỉ đơn giản là 100 tỷ. Tôi bây giờ là thành viên chủ chốt của nhà họ Đường, biết cơ mật của nhà họ Đường là điều hiển nhiên, nhưng tại sao thầy Sở cũng? Đừng tốn tế bào não nữa, cô không đoán được tôi đâu, đi tập luyện trước đi. Thủ đô, đã sắp xếp xong, nhà họ Đường, các người chuẩn bị xong chưa? Lần này không dụ được gia tộc ẩn thế xuất hiện, ngược lại nằm ngoài dự liệu của mình. Có điều không vội, trước tiên đi điều tra rõ chuyện khác đã. Nửa tiếng sau gần trường trung học phổ thông số 3. Thầy Sở, hay là tôi vẫn là ra ngoài đợi cậu đi, hai người đàn ông đi dạo trong tiệm nội y, thật sự muốn lấy mạng rồi. Ông không cảm thấy, nơi này rất đặc biệt sao, cũng không biết biến thái liệu có bị phạt tù 3, 5 năm hay không. Có vấn đề gì, chúng ta ra ngoài nói, đừng hòa các em gái. Những cửa hàng này là dạo gần đây mới mọc ra, tiệm bán quan tài, tiệm đồ cưới hồng bạch. Cửa hàng nội y ở khu ngoại ô tôi có thể hiểu, nhưng mở cửa hàng quan tài là có ý gì? Nội y đại diện cho nữ, mà nữ tượng trưng cho âm, quan tài cũng tượng trưng cho âm. Thoáng cái nhiều thêm những thứ thuộc tính âm, quá kỳ quái rồi. Vận mạch ẩn hình này sao lại khủng bố như vậy? Không đúng. Quả nhiên là như vậy. Thầy Sở, sao thế,